Mình xin chào mọi người nhé. Mình là hôm nay mình làm ít đồng xương, đồng xương và đồng dọc thâu á. Bên đó là xương tân châu. Giờ mình pha ra cho hai tạ xương của xương muối. Lấy đồng xương thì bỏ vào. Okay. Đây là trà sữa trân châu nhưng mà mình không có trân châu, mình chỉ có trà sữa thôi. Thơm. Như thế nào? Trà sữa rau câu không phải là trà sữa trân châu thôi. Được chưa? Tiếp. Đây. Đây này. Đúng lúc không?
Cái nước nhá. Đấy, quên đi. Anh xin no rồi mọi người ạ. Mới được một tí là no rồi. Video của mình xin kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem. Còn một gói nữa chắc là mình mai xin giờ xin no. Xin lên con, tay tay chưa lau tay mà. Cảm ơn mọi người đã xem video mình là xin nha.